Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sẽ được khởi công vào cuối tháng 6 năm 2023. Những ngày này, cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới các cơ sở có dự án đi qua đang tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới người dân thông tin về mục đích, ý nghĩa của dự án, đặc biệt là các văn bản pháp lý của Trung ương và của tỉnh cùng chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân trong vùng dự án để nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại một buổi tuyên truyền ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. Mới đầu giờ sáng, những hội trường nhà văn hóa thôn CD Quán Trạch đã kín chỗ ngồi. 42 hộ dân của thôn có đất canh tác nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường vành đai 4 có mặt gần như đông đủ. Mọi người rất tập trung lắng nghe thông tin mà báo cáo viên dự án đường vành đai 4 của huyện Văn Giang chia sẻ. Sau phần thông tin về dự án, sự cần thiết đầu tư dự án và các văn bản pháp lý về công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, thì phần thông tin về chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ được người dân quan tâm hơn cả. Đa phần các hộ dân dự hội nghị đều bày tỏ sự nhất trí với chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất do tỉnh Hưng Yên ban hành. Chỉ có 3 ý kiến băn khoăn, mong muốn được hỗ trợ thêm công bồi lấp, tôn cao chân ruộng trũng và chế độ hỗ trợ gạo ổn định cuộc sống đã được báo cáo viên giải thích cặn kẽ tại chỗ. Có những nửa ruộng là thật ra mà nói rất là trũng, vì chỉ vì trũng mà nó gieo cái ngô, gieo cái đỗ, nó cũng không được ăn bởi vì đúng là ngập. Tôi cũng tôn đất tôn cát rồi xây bờ xây bụng. Thế nhưng đến bây giờ đảng và nhà nước là thu hồi đất của người dân chúng tôi, thì nói đúng là chúng tôi cũng rất là nhất trí, mong là cấp lãnh đạo đảng và nhà nước là quan tâm đến bà con đời sống nhân dân của chúng tôi, là cái mức là bồi thường những cái khu mà dân chủ chung ấy, chúng tôi đã bồi thường đổ đất ấy. Đổ lên đó là mình đổ những cái khác thôi, nhưng cái đổ đó mà mình không có ý kiến, không thực hiện được chuyển đổi theo cái quy định này, không báo cáo cơ quan thực hiện quản lý cái này, là mới lớn gói để lý nào được thực tiễn thì nó làm như thế. Thế thì đề nghị như thế này, đề nghị khi đi kiểm kê thì ra cứ phản ánh, ví dụ bác có cái tường này, có cái B40 này, tôi nói ví dụ cứ phản ánh vào, thế còn sau khi đi kiểm kê xong về người ta mới đối chiếu với quy định của pháp luật xem cái gì đủ điều kiện, cái gì không đủ điều kiện. Về quan điểm thì anh em sẽ vận dụng ở mức độ cao nhất nhá. Còn được hay không được là chúng tôi không dám trả lời đấy, nhưng sẽ vận dụng ở mức độ cao nhất trên cơ sở các quy định của nhà nước. Như con gái tôi là lấy chồng ở Tân Tiến, mà hiện giờ cháu về vẫn tham gia làm ruộng ở dưới này. Thì hiện giờ tôi cũng không biết như nào, thì hỏi tất cả các cấp lãnh đạo, các đồng chí để tư vấn cho tôi. Phải thỏa mãn hai điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là lấy chồng về quê chồng phải làm nông nghiệp và vẫn trở lại sản xuất trên cái thửa ruộng ở quê đẻ. Thế thì bây giờ hiện nay chỉ có mỗi một cái đơn về ủy ban xã Tân Tiến, ông xác nhận là cô này lấy chồng về hộ gia đình ông A là làm nông nghiệp. Ra ngoài này ông Minh, ông Thành thì ông xác nhận là cô này đang sản xuất, trưởng thôn này xác nhận, xong ông Minh, xong Thành xác định là đang sản xuất trên cái thửa đất này là được hỗ trợ ổn định đời sống cả. Thế không? Trả lời giải đáp của tổ công tác tuyên truyền về dự án đường vành đai 4 có thỏa mãn hay không ạ? Có thỏa mãn, báo cáo với các bác là rất thỏa mãn. Không chỉ bà Miên, bà Luyến mà nhiều hộ dân sau khi được báo cáo viên thông tin về dự án, giải thích những băn khoăn thì đều bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ cao đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Về cái thông tin tuyên truyền về cái dự án vành đai 4 đấy thì chúng tôi thấy là như vậy, đảng và nhà nước và cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã như vậy là mời các hộ đến đây để dự hội nghị, là phổ biến tất cả những các cái chế độ và các cái bồi thường cho người dân, rất là chúng tôi thấy rất là hợp lý. Thì gia đình chúng tôi luôn luôn chấp hành và ủng hộ và vận động tất cả các gia đình có cái diện tích trong cái dự án đó thì tất cả nhất trí ủng hộ cái dự án đấy, đối với cái vành đai 4 được thành công tốt đẹp. Và cái này một cái dự án rất là quan trọng, trọng điểm cho xây dựng coi là kinh tế của đất nước mình. Để người dân nắm rõ thông tin, hiểu cặn kẽ chế độ chính sách giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, những ngày qua, huyện Văn Giang đã thành lập 4 tổ công tác đi tới 20 thôn của 5 xã có đất trong vùng dự án, gồm Thắng Lợi, Mễ Sở, Liên Nghĩa, Tân Tiến, Vĩnh Khúc để tuyên truyền, giải đáp thắc mắc cho nhân dân. Qua đánh giá chung tổng kết ấy, thì
tất cả các hộ dân có đất trong cái vùng giải phóng mặt bằng để thực hiện cái dự án đường vành đai 4 thì đều tạo được sự đồng thuận rất cao, ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước của chúng ta thực hiện dự án. Tuy nhiên là cũng có một số ý kiến mà liên quan đến chế độ chính sách. Nên ví dụ như tại sao mà đến thời điểm này năm 2023 mà vẫn áp dụng cái bảng giá đất được quy định của năm 2019, 2020, rồi cái chính sách bồi thường hỗ trợ thấp, rồi một số những vấn đề liên quan đến sử dụng đất công ích. Tuy nhiên là về phía ban chỉ đạo thì anh em chúng tôi cũng đã tập trung giải thích để tạo sự đồng thuận của người dân. Ví dụ như chẳng hạn là năm 2019, Ủy ban nhân tỉnh ban hành cái quyết định 40 về quy định bảng giá đất. Thế nhưng mà tuy nhiên tại thời điểm thực hiện bồi thường hỗ trợ thì còn áp dụng cái hệ số K. Và cái này thì nó ổn định trong phạm vi 5 năm. Cơ bản sau khi tiến hành tổ chức họp dân thì nhìn chung là người dân cũng tạo sự đồng thuận rất cao. Và cũng hai nữa là cũng cam kết là sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện để tiến hành triển khai trình tự các bước công tác giải phóng mặt bằng, và ở đây cũng cố gắng phấn đấu đến cái mốc là 30 tháng 6 thì cơ bản là bàn giao được cái 70% cái diện tích đất trong phạm vi tuyến đường để cho chủ đầu tư tiến hành triển khai thực hiện dự án. Được biết dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua địa bàn huyện Văn Giang có chiều dài 10,6 km. Diện tích cần thu hồi phục vụ dự án là khoảng 126 ha, liên quan đến hơn 2.600 hộ dân có diện tích phải giải phóng mặt bằng. Với cách tuyên truyền trực tiếp, giải đáp rõ những khúc mắc về chế độ chính sách tới từng người dân, để nhân dân đồng thuận đã và đang là tiền đề để huyện Văn Giang hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội theo kế hoạch đề ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.